không làm mất đi mà bây giờ là cho nó nói rồi hả thì có tiền mẫu gần thì cho cái hàng kiếm thì còn gì cái được một pin hay gì tôi dùng USB 手機型自己. Điểm cái nhá, cao xây. Đây là. Nhỏ xíu chính còn. Tuy nhiên thì tôi tôi đang hành thì cũng thấy không thực ra tôi thân cao thì tôi ấy không chỉ một cái nên là 20 tuổi người. Bạn 20 tuổi à? Đúng rồi. Không biết. Vậy tiếp tục giải thích cái cái điện thoại là cái này là cái cái gì mà nó 跟住之後又可以有唔同嘅用量咧，就有唔同嘅款式喎。咁咧就比如我又玩 cosplay 啦，咁我又中意中意扮下靚啊，咁著唔同嘅衫咁咯，即係可以俾到一面俾大家睇下，好似 USB 手指咁啊，好多款俾你揀噶啦。但係咧，嗱後邊嗰段我都承認嘅，你好多變化好多衫噶啦。但係容量嗰度你咩啊？食好多嘢你？食嘢食到好多嘅，不過我讀書讀得多，咁我可以睇到好多嘢。你讀書啊？咁不如介紹下自己咩公司先啦。咁我係順飛啦，咁我而家係讀緊 EFB 嘅 translation 嘅，咁應該點樣講咧？應該中文講啦。我係大專啦。應該佢得兩經嘅就好明顯就係兩經用曬就冇噶啦，佢用咩都唔係嘅咁又。咁希望一陣間我表演嘅時候咧，咁睇到大家俾大家睇到我唔同嘅一面啦，因為真係好唔同嘅我表演嚟，同我呢個可愛嘅造型完全唔同嘅。呢個可愛嘅就望我先。而家呢個可愛嘅。嗰陣好兇兇極喎，咁啊死啦！一陣間會好型。好啊，你等陣先，咁你唔好停啊。